Thưa quý vị, theo thông tin từ Cục Quản lý Thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, vừa qua, đơn vị này đã tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường mặt hàng bánh trung thu dịp Tết Trung năm Thu năm 2023. Đặc biệt, trong quá trình kiểm tra, lực lượng quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh đã liên tiếp phát hiện và tạm giữ một số lượng lớn hàng hóa là bánh trung thu, đèn lồng nhưng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hóa đơn chứng tử. Cụ thể, ngày 6 tháng 9 năm 2023, đội quản lý thị trường số 17, Cục Quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện kiểm tra đột xuất điểm kinh doanh thực phẩm bánh kẹo trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 21, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Trong quá trình kiểm tra, đoàn kiểm tra phát hiện nơi đây đang bày bán kinh doanh hàng nhập lậu gồm có 216 bánh trung thu hiệu Pamiriter, loại 50 g cái, 6 cái hộp, ngày sản xuất ngày mùng 4 tháng 8 năm 2023. Toàn bộ hàng hóa là thực phẩm bao gói sẵn, không có hóa đơn chứng từ, trên sản phẩm có chữ nước ngoài, không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam không có hồ sơ công bố an toàn thực phẩm. Đội trưởng đội quản lý thị trường số 17 đã ban hành quyết định tạm giữ số bánh trên để xử lý theo quy định. Tiếp đến, ngày 8 tháng 9 năm 2023, đội quản lý thị trường số 4, Cục Quản lý Thị trường Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công an phường 7, quận Phú Nhuận đã tiến hành kiểm tra điểm kinh doanh thực phẩm trên đường Hoa Sứ, phường 7, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh. Qua kiểm tra, đoàn kiểm tra phát hiện hơn 400 bánh trung thu trứng chảy, loại 06 cái hộp 330 gram, nhãn hiệu BEEE 1 không ghi xuất xứ, không có hóa đơn chứng tử. Theo trình bày của chủ hộ kinh doanh, toàn bộ số hàng hóa mua trôi nổi trên thị trường không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hóa. Đội trưởng đội quản lý thị trường số 4 đã ban hành quyết định tạm giữ toàn bộ số hàng hóa nêu trên để xử lý theo quy định. Ngày 11 tháng 9 năm 2023, đội quản lý thị trường số 5 phối hợp với công an phường 14, quận 5 đã tiến hành kiểm tra điểm kinh doanh đồ chơi trẻ em trên đường Châu Văn Liêm, phường 14, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Qua kiểm tra, đoàn kiểm tra phát hiện gần 1.500 cái lồng đèn trung thu không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không có hóa đơn chứng từ, không đảm bảo an toàn sử dụng với tổng trị giá theo giá niêm yết là 51 triệu 600 nghìn. Theo trình bày của chủ hộ kinh doanh, toàn bộ số hàng hóa này mua trôi nổi trên thị trường, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa. Ngày 12 tháng 9 năm 2023, đội quản lý thị trường số 4, tiến hành kiểm tra tại 02 điểm kinh doanh bánh trứng chảy, bánh trung thu chưa qua sử dụng, không có hóa đơn chứng từ, có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam, trên sản phẩm không có tài liệu liên quan đến chất lượng của hàng hóa kèm theo, cụ thể. Tại điểm kinh doanh trên đường Đặng Văn Ngữ, quận Phú Nhuận, phát hiện 222 cái bánh trứng chảy, loại 06 cái hộp, ngày sản xuất ngày 26 tháng 8 năm 2023. Hạn sử dụng 60 ngày kể từ ngày sản xuất và hạn sử dụng ngày 19 tháng 11 năm 2023. 16 cái bánh trung thu, loại 08 cái HOP, không ghi xuất xứ, ngày sản xuất ngày 22 tháng 8 năm 2023, hạn sử dụng 60 ngày kể từ ngày sản xuất. Tại điểm kinh doanh trên đường Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3, phát hiện 234 cái bánh trứng chảy, loại 6 cái hộp không rõ xuất xứ. Tổng cộng 472 cái bánh trung thu, bánh trứng chảy. Đội trưởng đội quản lý thị trường số 4 đã ban hành quyết định tạm giữ số hàng hóa có dấu hiệu vi phạm nêu trên, tiếp tục xác minh làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật. Cũng theo Cục Quản lý Thị trường thành phố Hồ Chí Minh, qua công tác kiểm tra kiểm soát thị trường mặc dù mới đầu mùa trung thu năm nay nhưng lực lượng quản lý thị trường đã phát hiện những vi phạm trong kinh doanh như kinh doanh hàng hóa nhập lậu, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng kém chất lượng và không ghi nhãn gây nhầm lẫn cho khách hàng, người tiêu dùng. Do đó, Cục Quản lý Thị trường thành phố Hồ Chí Minh cảnh báo cho người tiêu dùng về việc lựa chọn sản phẩm khi mua sử dụng. Đồng thời Cục quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh cũng chỉ đạo các đơn vị trực thuộc khẩn trương nắm chắc địa bàn được phân công kịp thời xử lý vi phạm để bảo vệ quyền lợi khách hàng.